งไหนสลงไหนโอ้dạ xin mến chào quý cô chú anh chị, rất vui được gặp lại cô chú anh chị trên kênh Khám Phá Vĩnh Long. Hiện tại á là em đang có mặt ở trước lễ cầu ngư ở tại Vũng Tàu với cô chú anh chị mình ơi. Thì lễ cầu ngư này là diễn ra vào ngày 23 tháng 3 âm lịch năm 2022. Thì ở đây á, người ta có tổ chức trò chơi dân gian, thì mời cô bác anh chị mình cùng xem như thế nào nha. Đấy, thì tổ chức trò chơi là ở phía trước này nè cô bác anh chị. Đây thì bà con rất là đông luôn. Đây, ở đây người ta chuẩn bị dựng một cái hồ bơi lên nè, không biết là làm gì đây. Đây là lần đầu tiên em được tham gia cái lễ hội ở đây luôn. Những cái anh mặc áo đỏ đó là những cái anh tổ chức lễ hội những trò chơi dân gian đây cô bác anh chị. Bye.
ไป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 
Quá dữ luôn.
Rồi. Rồi. Quay này làm vòng luôn. Chạy đi đâu, chết ơi. Đi. Quay mùa nhậu đâu. Đi Không phải như vậy à?
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đội này mới vừa chiến thắng đó nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ha ha ha!
dính này dính này kìa, trời dính cái giò. Trời ơi. Vô ơi.
Wow, dính luôn không? Em áo đen dính luôn. Ba xẹp. Con lương là ba sĩ. Con cá hai sĩ. Tụi bay rồi, tụi bay nghỉ đi. Hết vào. Rồi nam xong tới nữ. Quy định 15 phút thôi. Không, 5 phút rồi. 5 phút rồi. 5 phút rồi. 7 phút rồi. Gái đâu rồi? Nữ đâu rồi? Có gì hết không? Thằng này hả? Chưa. Hết nữ rồi. Đi ngoài dưới chân đi vô. Cho từ từ đi coi cái giọng ngồi đó chừng nào rồi ấy kêu nó chậm nó đãi chết cá luôn á. Thank you.
đó đây đó chú mặt kìa, chú mặt kìa. Đội cá. Về quay YouTube hả? Quay YouTube. Chỗ quay được cái cảnh nó bắt luôn rồi. Đó, nãy bắt được rồi tắm rồi về đúng không? Hai đồ ấy hả? Chưa, ngồi câu xíu vậy. Vậy hả? Vậy nãy chưa về tắm đó hả? Ờ. Rồi, tới mấy cô, mấy cô. Đến chiều cũng chơi nữa. Đi chơi nữa. Đi chơi nữa. Mai là mới sửa. Rồi được bắt ra.
lớp. Hai
Ba người có người ở lại rồi. À, ơi. Đây đây. Ô. Ô. Xỉu luôn rồi. Tưởng đâu kỳ này không có 200 rồi chứ. Mấy câu ai cũng bắt được cá hết luôn. Ah!
nhau. Quá đông rồi, ai cũng đòi chơi hết trơn.